Chương trình này được bảo trợ bởi Jin và Kim Thư Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có hình bản đồ Việt Nam 7149859999 và 7146577866. EV Princess Cosmetics, sản phẩm làm đẹp làn da của phụ nữ trên toàn thế giới. 408-509-4480 714-756-1070 Happy to Easy chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng sản xuất tại Mỹ 714-897-6100 và 714-487-7889 quán cá trên lầu chợ Sài Gòn 714-989-9911 hay vào website cá nướng da giòn com Sức khỏe là vàng, dược thảo PLS giúp quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. 1-800-990-8319, princesslife.com Học khu Huntington Beach Union High School District Bánh Classic Burger của McDonald's nóng, đậm đà và ngon hơn bao giờ hết tại tiệm McDonald's có tham gia và gần chỗ của bạn. Lê Thái Ngọc Lan xin gửi lời chào thân ái đến tất cả quý khán giả đang xem chương trình Cà phê sáng của Sài Gòn TV. Xin chào Lê Thái. Dạ vâng, Lê Thái xin gửi lời chào đến quý vị đang theo dõi chương trình. Em gửi lời chào đến chị Ngọc Lan. Chào dạ mừng. Vâng. À, ngày hôm nay là ngày thứ ba ngày 18 tây tháng 4. Ngày hôm nay là một ngày rất là đặc biệt. Ngày đặc biệt 18 ừ. tháng 4. Đây là có... ngày 18 tây tháng 4. Ngày khai thuế là qua rồi đúng không? No, hôm nay mới là ngày khai thuế Và <laughs> oh, yeah, Dạ yeah, hôm nay là ngày khai thuế. Ngày cuối cùng của khai thuế hồi trước ấy, thì mình nhớ là 15 tây tháng 4. Nhưng mà bây giờ tháng này, á kỳ này là ngày 18 tây tháng 4. Tuy nhiên do tình hình thời tiết vừa qua, mưa, lụt, đủ thứ hết cho nên có rất là nhiều nơi sẽ được kéo dài thời hạn khai thuế qua đến ngày 16 tây tháng 10. À, 16 tây tháng 10 thì rất là may mắn là ở trong đó đó, những cái county mà người ta liệt kê ra là sẽ được kéo dài thời gian khai thuế cho đến ngày 16 tháng 10, trong đó có Orange, oh. có Orange County, có Los Angeles thì uh, quý vị sẽ thấy ở trong này người ta liệt kê ra rất là nhiều uh, những cái nơi mà có thể là kéo dài thời gian khai thuế, ví dụ như là Alameda nè, apin nè, rồi uh, nhiều nhiều Ngọc Lan thấy ở đây quý vị, uh, Fresno những cái nơi mà có người Việt mình sống đông đông đó Los Angeles cũng có rồi Orange cũng có rồi Riverside Sacramento rồi San Diego San Francisco những nơi này ha Santa Barbara vân vân thì quý vị những nơi nào mà không được liệt kê những cái county mà không được liệt kê ra ở đây thì phải khai thuế đúng hạn đó là ngày hôm hôm nay là người 18tây tháng 4 là hạn chót cho nên quý vị nào mà đến giờ này chưa đi khai thuế đó thì quý vị nhớ nếu mà trễ thì mình sẽ bị phạt à, đối với lại những ai mà thu nhập từ 73.000 đô la trở xuống thì quý vị có thể dùng ngay cái cái dịch vụ khai thuế miễn phí tức là nó có cái software rồi mình lên đây mình tự làm thì ừ. uh, trước đây á không biết là Lê Thái có tự khai thuế bao giờ chưa Để hồi chưa. trước á, thì có một năm Ngọc Lan làm tự tự mình làm à, cũng cũng vui khi mà mình tự làm à, khai thuế nó cũng có cái hay lắm mình mới biết từng chút từ chút tại lúc đi học á đi học ở đây thì à, có học về những cái phần này nhưng mà mình không có áp dụng thường mình ra mình đưa cho người ta làm cho nó lẹ dạ. nhưng mà có năm mình làm theo những cái à, những cái software này họ cho free mình làm cũng rất là ok nhưng mà sau đó thì lười thì không làm nữa tại những người có chuyên môn người ta làm người ta làm rất là nhanh, mình làm thì hơi lâu một tí. Thì ừ. ai mà dưới 73.000 thu nhập á thì quý vị có thể dùng những cái software free này. Wow. Um, nói đến khai thuế thì um khai trễ, em nghĩ là một số người khi mà người ta khai trễ thì cũng có một cái số người ta suy nghĩ uh, trong đầu em nghĩ là một số người, người ta phải hoàn thuế lại cho chính phủ Đúng thì rồi. người ta sẽ cầu cơ chút xíu để người ta trong <laughs> cái thời lâu, gian đó là lâu, lâu, lâu. Lâu, lâu chút xíu để mà kiếm tiền rồi, 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 rồi sắp xếp tiền bạc để mà trả lại cho chính phủ. Còn những người mà thí dụ mà thu nhập thấp là income mà low income á ừ. mà được hoàn thuế lại thí dụ Đấy. những người nhiều con, chẳng hạn thì là người ta sẽ đi khai rất là sớm, à, khoảng là tháng 1 là nó thấy đi khai hết trơn rồi. rồi. Thế nên là đây là nó có cái sự mà chênh lệch giữa mà cái cách đi khai, ừ. cái thời gian đi khai giữa một, một số cái cái gọi là một số cái nhóm người thì mình ừ. cũng không có bàn tới. Nhưng mà à, cũng nhắc nhở quý vị là hôm nay là ngày cuối cùng ngày là cuối ngày, cùng, cuối ngày cuối cùng ngày 18 tháng, tháng 4. Dạ vâng. Cứ à, kính thưa quý vị, một thông tin Lê Thái gửi đến quý vị trong ngày hôm qua à, ở Lido Sài Gòn TV cũng như là chương trình Thời sự Thế giới cũng đưa đến quý vị cái thông tin về một cái cậu bé da đen ở tiểu bang Kansas, thưa quý vị, bị một cái người đàn ông da trắng 84 tuổi bắn vào đầu hai phát. Thông tin hôm qua thì vẫn tràn ngập ở trên tất cả các truyền thông của Hoa Kỳ cũng như là trên tất cả các báo này nọ, nhưng mà người ta chưa biết rõ là cái tình trạng của cậu bé như thế nào. Nhưng ngày hôm nay thì cái tình trạng của cậu bé ổn định thưa quý vị, vẫn còn nằm trong phòng cấp cứu với vết thương ở đầu và ở tay rất là nặng nhưng mà cậu bé đã thoát khỏi cái, cái cái nguy hiểm có nghĩa là bị bắn vào hai phát ở trong đầu nhưng mà lại không bị không bị chết. Thì um, ngày hôm nay thì lại thấy cập nhật thông tin là là cái người đàn ông trên mạng quý vị thấy đó đây là một cái người đàn ông da trắng, ông tên là Andrew Lester, năm nay đã 84 tuổi và đang bị đối mặt với cái những cái trọng tội là cáo buộc hai trọng tội. Tội thứ nhất á, là tội tấn công cấp độ 1 và là hành động tội phạm có vũ trang và anh ông ông cái cái cậu bé tên là Raf thưa quý vị cậu bé này cậu bé nói rằng là không biết lý do tại sao mà ông này là khi mà cậu vừa mới bấm chuông cửa thôi thì ông này ông lại và chưa tới khoảng chừng một phút đồng hồ thì ông này ông bắn hai phát liên tục vào đầu của cậu bé này xong rồi ông có mở cửa ra là ông bắn tiếp thêm một phát vào tay của cậu bé này nữa mà cậu bé này hoàn toàn không có vịnh vào cái tay nắm cửa thưa quý vị à, khi mà khai với cảnh sát thì ông Lester này ông nói rằng là À, khi ông đang ở trong cái bồn tắm ở trong nhà đó thì tự nhiên ông nghe cái tiếng chuông cửa. Khi mà nghe tiếng chuông cửa xong á ông 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 lật ông ông nhìn vào cái camera thì ông thấy một cái người đàn ông à, cao 6 feet và với cái dáng vẻ rất là nguy hiểm. Và khi đó thì ông liền ông à, nạp liền những cái viên đạn vào trong cái khẩu súng của ông thì lúc đó ông đi ra cửa và ông nó là cái cậu bé này mở cái tay nắm cửa và ông sợ là bị bị tấn công, bị tấn công thành ra anh ông ấy bắn nhưng mà theo lời khai của cậu bé thì cậu bé hoàn toàn không mở cái cánh cửa này thưa quý vị và người đàn ông này đã bắn bởi vì thấy cậu bé này là người da đen và cảnh sát cũng như là một số luật sư khi mà người ta điều tra cái vụ này và đưa cung cấp những cái thông tin cho giới cảnh sát thì nói là có cái tính chất kỳ thị ở trong đây tại vì thấy cái người đàn ông người đàn ông da trắng này thấy cái cậu bé này là da đen và cậu bé này là đang trên đường để mà nghe mẹ nói là đến cái số nhà đó ở À, Lê Thái sẽ công, công, cho quý vị biết cái, um, thông tin về cái số nhà, uh, số nhà là số một một ngàn mà cậu bé lại đến lộn cái số là năm năm một trăm thôi quý vị. Thì khi cậu bé đến đó đó, thì lại là đến ngay nhà của người đàn ông này. Cậu bé đến lộn cửa, thì khi mà bấm chuông thì cậu bé không chưa tới hai phút đồng hồ thì đã bị bắn rồi. Thì cậu mới lết ra, cậu mới bỏ chạy. Khi mà cậu chạy thì cậu chạy đến nhà những cái người hàng xóm đó và gõ cửa liên tục rất là nhiều nhà và có một cái người phụ nữ à, khi mà bà nhìn vào cái camera nhà đó bà thấy cái cậu bé này với nhiều cái vết thương ở trên người vừa có máu trên tay nắm cửa ở trên cái lan can của nhà bà nhưng mà bà vẫn không có dám gọi cho cảnh sát thì lúc đó bà mới bà mới bà không có dám mở cửa bà mới lật đật bà gọi cho cảnh sát thì khi gọi cảnh sát á, thì cảnh sát kêu bà là bà nên ở cái trong nhà để mà bảo vệ cái tính mạng của mình nhưng mà bà thấy là cái cậu bé này là một cái cậu học sinh là bà bà nghĩ rằng trong đầu là con của một người nào đó thành ra là bà mới mở cửa ra và chạy ra để mà đưa chăn và quấn lại cái vết thương của cậu bé và cầm máu và gọi liền cho cảnh sát thì cậu bé được đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng rất mất rất là nhiều máu và hai vết thương ở trên đầu luôn à, mấy ngày vừa qua thì à, gia đình của cậu bé cũng đang à, đệ để đơn kiện của người đàn ông mỹ trắng này thưa quý vị và hiện nay thì người dì ruột của cậu bé da đen này đang lập một cái quỹ gọi là GoFundMe và chưa tới trong vòng hôm qua với hôm nay thôi mà cái số tiền lại lên gần đến 3 triệu Mỹ Kim để mà ủng hộ cho cậu bé trong vấn đề mà cậu bé đang nằm nhập viện và hiện nay là rất là nhiều cái cuộc biểu tình đang hoàn toàn cái tiểu bang Kansas cũng như là một vài tiểu bang ở Missouri cũng như là một vài cái tiểu bang nữa người ta đang đấu tranh để mà ủng hộ và bảo vệ cho cái cộng đồng người Mỹ đen thưa quý vị và đây là một thông tin lại thấy thấy rằng là đến ngày hôm nay thì Hoa Kỳ chúng ta trải qua biết bao nhiêu năm rồi mà vẫn có tình trạng kỳ thị kỳ thị sắc tộc đúng không chị Ngọc Lan thật ra đó là liên quan đến vấn đề này là có cái yếu tố là kỳ thị chủng tộc hay không thì đến giờ này người cảnh sát trưởng họ nói là họ chưa có thấy họ chưa có thấy có một cái dấu hiệu nào là cho thấy là ông này có cái yếu tố kỳ thị chủng tộc trong đó nhưng mà tuy nhiên khi mà xảy ra vấn đề giữa người da trắng và người da đen thì bao giờ cái yếu tố đó cũng được, được đặt đội. ra là lên trên nhưng mà liên quan đến tin này cũng như là những cái cái tin mà đi nhầm địa chỉ nhầm nhà nữa thì chúng tôi sẽ trở lại cùng quý vị sau phần thông tin thương mại.